Xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì bên em có test một cục đẩy 4 kênh LT4000 anh em nhá. Công suất cho ra là 1000W 1 kênh nhân với 4, đến từ thương hiệu LX Acoustic. Tiếng rất là căng đúng không ạ? Sản phẩm này hôm nay thì em có bóc hộp ra và test cho một bác khách ở Lam Trực, Nam Định. LT4000 đang có giá là 8.700.000 đồng, chưa gồm phí ship. Với cục đẩy này thì nó chạy 72 sò em nhé, 72 sò LJV kép, tiếng rất là sáng. Anh em có thể ghép được rất là nhiều các dòng loa như full bass 30, bass 40, giúp hơi bass 50 hoặc là bass 40 đều chơi được. Với cái sản phẩm này thì nó không hề kén loa anh em nhé, không hề kén loa đâu. Về chúng ta chơi sự kiện này, anh em làm sự kiện chúng ta chơi những cái dòng loa Rai Rai bass 30, bass 40 đều được hết. Hoặc là anh em chơi gia đình chúng ta ghép được rất là nhiều các dòng loa đó, chơi trên cục đẩy này. Và cái sản phẩm này nó có hệ thống chống chập cháy anh em nhé, độ bền rất là cao đó, chất âm ra thì rất là uy lực. Một kênh này anh em chơi ra một cặp loa bass 30 đánh thoải mái luôn. Bốn kênh chúng ta chơi ra bốn cặp loa bass 30. Tiếng rất là hay đúng không ạ? Thì như bác khách này bác cô nói là ở nhà anh đang sử dụng là hai cặp loa bass 40 thì em cũng tư vấn cho bác là lấy cái cục đẩy LT4000 này về thì anh không dùng súp, thì anh chơi mỗi một kênh anh chơi ra một quả loa bass 40, bốn kênh anh chơi ra bốn quả loa bass 40 thì chơi như thế thì nó rất là hay, và đặc biệt là độ bền nó sẽ rất là cao, tiếng thì nó thoát hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nên tới là 1000W một kênh, mà một kênh chúng ta chơi chỉ có một quả loa bass 40 thì nó vẫn còn dư rất là nhiều công suất, chơi rất là an toàn đúng không ạ? Và ngoài ra thì chất âm thì nó còn hay hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đánh rất là căng. Và đặc biệt khi anh em hát karaoke thì công suất của nó lớn, nó đẩy lên thì anh em hát khá là nhẹ nhá. Đó. Điểm rất là ok đúng không ạ? Tất cả thì đều có tem bảo hành chống hàng giả cho tất cả anh em. Và các bác có thể quét mã đời trích bảo hành điện tử. Đây là đằng sau đây. Đằng sau cục đẩy này. Thì đây em đang test trực tiếp, lấy nhạc từ máy tính và cắm thẳng vào thôi, không qua thiết bị gì hết. Đang cắm trực tiếp từ máy tính vào em nhé, hai đường input đây. Và loa đây. Mỗi một kênh này sẽ chơi ra một cặp loa bass 30. Đang test kênh 1 và kênh 2. Quạt gió chạy rất là êm. Máy chạy quá êm luôn. Rất là êm. Khi anh em mua hàng thì bên em test rất là kỹ anh em nhé, test từng kênh một. Bây giờ sẽ chuyển sang test kênh 3 và kênh 4. Các chế độ gạt panel ste thì ở đây thì em đã gạt đầy đủ hết cho tất cả các bác rồi. Về anh em chỉ việc kết nối ra loa là xong thôi. Về thì anh em có thể sử dụng bằng cái rắc gài này anh em nhé, và sử dụng cầu xoắn này. Anh em sẽ vặn nó ra và chúng ta sẽ luồn dây loa vào. Đó, là xong thôi. Kênh 3 nhá. Ok chưa ạ? Kênh 3 ok đúng không ạ? Kênh 4 này. 4 kênh như 1. Cả 2 kênh này. We'll be right back.
chân âm nó rất là căng và rất là y lực. Thì anh em có nhu cầu muốn lấy cục đẩy LT4000 này ra, anh em liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Ngoài mẫu đẩy LT4000 này ra thì bên em còn có rất là nhiều mẫu đẩy 4 kênh khác, công suất là 500W em nhé, 500W, 800W, 900W đều có hết, 1000W, 1300W, 1500W, có rất là nhiều mẫu đẩy. Đó, có rất là nhiều mẫu đẩy để cho em chơi gia đình và chơi sự kiện. Thì ok, video này em xin dừng tại đây. Bây giờ sẽ đóng hàng vào và gửi đi cho anh ngay trong hôm nay. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.